My family have many people. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. Nhớ là pose nhá. Ba cái cặp giống S thì đọc là is chứ không đọc là thêm Z đâu. Thêm số nhiều mới ngôi ba số ít, đọc là is. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stands next to me. Everybody smiles brightly. My aunt takes the photo of my family. We all feel very happy. Lần hai anh sẽ dừng xong mỗi câu và nó đọc cho anh cái này, cứ theo câu tiếng Anh nhé. My family have many people. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stands next to me. Everybody smiles brightly. My aunt takes the photo of my family. We all feel very happy. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ tiếng Việt đi để bọn em nghe một tiếng Anh này. Dần dần mình sẽ hạn chế bớt tiếng Việt đi thì bọn em sẽ nghe hiểu tiếng Việt được thôi. My family have many people. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stands next to me. Everybody smiles brightly. My aunt takes the photo of my family. We all feel very happy. Rồi. Trong đầu mình nó dịch cứ kệ nó nhé, vấn đề gì đâu. Đó là việc tự nhiên bình thường. Người nào tự nhiên đầu nó trong đầu cũng sẽ dịch. Dần dần mình sẽ luyện để cho nó quen với tiếng Anh và sẽ bỏ cái phần dịch. Lần cuối cùng muốn em nghe lại anh sẽ che đi để không nhìn tài liệu nhé. My family have many people. Nó sẽ dừng cho một chút. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stands next to me. Everybody smiles brightly. My aunt takes the photo of my family. We all feel very happy. Nghe lần cuối nhá. My family have many people.
We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stands next to me. Everybody smiles brightly. My aunt takes the photo of my family. We all feel very happy. My family have met. Rồi, việc tiếp theo. Bây giờ sẽ đặt câu hỏi cho anh về cái phần bài này. Để tới bây giờ mình luyện nói. Mỗi người sẽ đặt một câu nhé. Bắt đầu Hùng trước đi. Ví dụ nhé. Để anh nói ví dụ trước đã. Rồi. Ví dụ như câu này thì gia đình tôi có nhiều người thì có thể hỏi là gia đình bạn có nhiều người không? Đấy là câu hỏi có không thì đảo trợ động từ lên. Hoặc là gia đình bạn có cái gì cũng được, có ai cũng được, nhưng mà câu này thì nó không hay lắm. Hoặc gia đình bạn có bao nhiêu người thì hỏi về từ này thì dùng từ bao nhiêu để hỏi. Đó. Tiếp theo là các bạn sống ở Hà Nội thì hỏi là các bạn sống ở đâu? Thay từ này bằng từ ở đâu đảo lên. Xong đảo trợ động từ lên, câu này không có trợ động từ thì đảo đu ra. Đu. Sau đó tất cả các ngôi tôi với bạn thì đổi ngược với nhau trong câu hỏi, câu trả lời. Chúng tôi thì sẽ hỏi bằng các bạn, cũng hỏi bằng you thôi. Đó. Hùng hỏi câu 1, sau đó là Hằng chuẩn bị cho anh câu 2 luôn. À, hỏi cho anh câu tiếng Việt trước để anh duyệt xem cái câu hỏi tiếng Việt thì được không đã. Hùng trước này. Gia đình bạn có bao? Cũng được, hỏi bao nhiêu người cũng được. Gia đình bạn có bao nhiêu người? Thay từ bao nhiêu người vào đây đảo lên. Từ bao nhiêu là how many, bởi vì từ này chỉ đi kèm nên đảo, cái đảo là how many people lên đầu. Sẽ có là how many people. Đến trợ động từ là gì? Đi đâu mà dùng A để hỏi. Gia đình cứ tạm dùng cho anh số nhiều đi. Nó dùng số ít cũng được, số nhiều cũng được. Nên là số nhiều thì dùng đô đi. Đô. Do. Family. Nó. Okay. Do your family. Have. Nó. Have. Tiếp theo. Hùng chuẩn bị câu 3. Hằng đặt cho anh câu 2 tiếng Việt trước. Gia đình bạn sống ở đâu? Các bạn với bạn cũng giống nhau. Rồi. Where do you live? Where gì đọc lại anh em? Where do you live? Hằng sang câu 4, Hùng hỏi cho anh câu 3. Tiếng Việt trước. Gia đình bạn là chụp ảnh khi nào? Được. Hoặc là từ trên đây, đảo lên, đảo từ when lên. When did your family? Đứt nào đấy, bà này dùng hiện tại có đứt đâu. Bây giờ cứ dùng hiện tại hết để tập đã. When do your family? Take a photo. Chỉ hỏi chụp ảnh ở đâu đến đấy là đủ, không cần together. À khi nào? À, Nhung. Dạ, mọi người làm gì ạ? Mọi người làm gì cũng được, nhưng mà anh sẽ hỏi cho em câu là để làm gì nhé. Cái câu để làm gì sẽ là what để đầu và for để cuối. Đây là câu hỏi đặc biệt, phải học thuộc cái cách tạo thôi. Ví dụ bạn đến đây để làm gì nào? What do you come here for? Thì bây giờ em đổi cho anh là mọi người tạo dáng để làm cái gì? Vâng ạ.
What's that? That. Đúng rồi. Everybody pose. Pose for, đúng không? Đúng rồi, pose for. Rồi, Hằng chuẩn bị câu 6, Hùng cho anh câu 5. Câu này thì dễ rồi, cứ ở đâu mà hỏi là dễ nhất. Cái phần đuôi của nó thường là những phần có thông tin nhiều, nên bọn em tập trung vào đấy mà hỏi thì sẽ tốt hơn là hỏi vào phần đầu. Hoặc có hỏi cũng có thể hỏi là ai ngồi ở giữa cũng được, hoặc là ông bà bạn ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Ông bà của bạn ở đâu trong bức ảnh? Thôi dựa vào câu trả lời đi, lại ở đâu trong bức ảnh nó lại đến câu khác đấy. Thế Điều này phải hỏi thì theo cách khác. thế Em nếu mà em muốn hỏi câu đấy cũng được, nhưng mà em phải tự tạo câu hỏi. Nếu tạo được thì tốt, mà không thì dựa vào câu trả lời mà tạo. ông bà bạn, ông bà bạn là ngồi ở Ngồi ở đâu? đâu? Đúng rồi, thế thôi. Hỏi cho anh đi. Where are your friends? Where gì? Where are hả? Vâng. Are là dùng từ be đấy. Say. Where do? Where do your grandparents sit? Oh, sit. Tiếp. Em đúng không ạ? Và bố mẹ bạn đứng cạnh ai? Đứng đằng sau ai? À, đứng đằng sau ai? Và. Câu này thực ra nó hỏi không có nhiều thông tin. Em hỏi ai đứng sau ông bà của bạn nó mới là câu có nhiều thông tin. Chứ cỡ bố ông bà của bạn nó xuất hiện ở câu. Ví dụ em chỉ là à, đây này ông bà tôi ngồi giữa này. Xong rồi hỏi là ông bà ai đứng sau bố mẹ bạn, ai đứng sau mẹ bạn. Bố mẹ bạn đứng sau à, ai đứng sau ông bà của bạn thì được, chứ hỏi là bố mẹ bạn đứng sau ai thì không được. Who stand behind your grandparents? Nó hỏi về chủ ngữ thì cần thay từ để hỏi nó xong, không cần phải tìm trợ động từ. Rồi. Không. Câu này bạn đứng ở Ở đâu? đâu? Đúng không? Where do you stand? Đúng không? Hăng. Lại hú tiếp xem. Hăng ơi. Ôi giời, em quên không ăn đi. Vô Nó lại lại hỏi hỏi là là ai ai đứng đứng cạnh cạnh bạn. bạn. Ừ, được. Và Và who who stand stand next next to to you? you? Không. Câu này em Hôm nay hỏi em hỏi là là mọi mọi người người cảm thấy thế nào đúng không? nào? Cũng được. Nhưng mà cảm thấy nó lại rơi vào câu cuối rồi này. Dựng cuối rồi, chung dựng cuối rồi. Hỏi mọi người cười thế nào thôi. Đó, mọi người cười thế nào? Như thế nào đâu? How do you, your family Smile. Rồi từ đây dùng everybody đi. Thì how does everybody đi? How does everybody smile? Để này để anh gợi nhớ nhưng mà trả lời. Ai ai chụp ảnh cho gia đình bạn? Thằng thích chòi và ai thì con hỏi chúng nữa này ai ai à, không sao hỏi con này đúng mà nhưng mà lại rơi vào em lại toàn rơi vào ai. Ok, Cho ở đây lưu ý cho anh một chút nhé, từ who nó có nghĩa vừa là ai vừa là những ai nhé. Ở đây anh để thế này có nghĩa là anh hỏi thế này thì để gợi ý cho bọn em nên là số nhiều nhé. Còn cái này thì anh để who này anh chia theo số ít vì anh thêm s vì chờ cái câu trả lời của nó là số ít mà đó. Rồi bây giờ Hùng hỏi câu cuối này cảm thấy là được này. Mọi người đều cảm thấy thế nào? Em hỏi là mọi người thì em phải dùng everybody nhé. How does everybody feel? Rồi. Bây giờ bắt đầu sẽ luyện phản xạ nghe nói.
Thì bọn em biết là ví dụ như anh hỏi what's your name ấy, thì bọn em hiểu anh hỏi cái gì, bởi vì này em nghe rất nhiều lần rồi. Và trả lời bọn em trả lời là my name is thì cũng tương tự thôi, vì trả lời nhiều lần rồi nên nó có cái thói quen đấy. Em bây giờ anh sẽ hỏi, anh sẽ lặp lại rất nhiều lần theo những cách khác nhau để em có phản xạ do lặp lại. Đó. Thì bây giờ từng người một sẽ luyện theo hướng dẫn của anh này. Lần đầu tiên anh sẽ hỏi hai câu một. Anh nhìn vào câu hỏi, anh đọc lại câu hỏi. Bọn em nghe xong hiểu thì đọc lại cho anh câu trả lời. Đó, cứ làm như vậy lần đầu với hai câu này đã. Rồi anh hỏi trước Hùng này. Hùng anh hỏi đến ai thì người đấy bật mic, người còn lại sẽ tắt mic và tự trả lời cho anh nhé. Hùng bật mic này. How many people do your family have? Đọc nghe hiểu xong rồi đọc cho anh câu trả lời. Đâu cơ? My family have Many many people. Đọc thì đọc nhanh nhá, đừng có ngừng nhiều. How many people do your family have? My My family have many people. people. Vẫn chưa trôi lắm. How many people do your family have? My My family family have have many many people. people. Where do you live? We We live live in in Hanoi. Hanoi. Where do you live? We We live live in in Hanoi. Hanoi. Rồi, anh hỏi lại hai câu. Bây giờ anh sẽ che đi để bọn em trả lời theo phản xạ này. Đó. How many people do your family have? My My family family have have many many people. people. How many people do your family have? My family have Have many many people. people. Ừ, trong lúc này Hằng vẫn phải trả lời bình thường đấy nhá. Vâng Tuy anh ạ. không nghe đâu nhưng vẫn phải trả lời đấy. Hùng tiếp này. Where do your family live? We We live live in in Hanoi. Hanoi. Where do your family live? We We live live in Hanoi. Hanoi. Ok. Tương tự anh sẽ làm hai câu tiếp theo. Hằng trả lời cho anh này. Hùng tắt mic, tự trả lời. Hằng bật mic. When do your family take a photo? We take a Take a photo photo together together today. today. When do your family take a photo? We We take take a a photo photo together together today. today. What does everybody pose for? Everybody Everybody poses poses for the for the photo. photo. What does everybody pose for? Everybody Everybody poses poses for for the the photo. photo. Ok, anh hỏi lại này. When do your family take a photo? We We take a take a photo photo together together today. today. When do your family take a photo? We We take a take a photo photo together together today. today. What do your family pose for? Everybody poses, Everybody for the photo. photo. Everybody poses for the photo. Everybody Everybody poses poses a photo. photo. For the photo. Everybody Everybody poses poses for the for the photo. photo. What does everybody pose for? Everybody Everybody poses poses for the for the photo. photo. Rồi bây giờ anh sẽ hỏi lại bốn câu, Hùng trả lời cho anh, Hằng tắt mic. Anh hỏi từ đầu này, mỗi câu một lần. Nếu trôi thì anh sẽ bỏ qua, còn nếu mà chưa trôi thì vẫn sẽ phải lặp lại. Câu đầu tiên. Câu đầu tiên là What do your family do? Chứ không? Câu đầu tiên là cái gì nhỉ? How many people do your family have? My My family family have have many many people. people. Where do you live? We We live live in in Hanoi. Hanoi. When do your family take a photo? When do your family We take the take a photo. photo? We take the Take a photo. photo. Photo Photo together together today. today. Chưa được, chưa chưa. When do your family take a photo? We take Take a
We take a photo together today. Câu 4 là what does everybody pose for? Everybody poses. Everybody poses. Pause. Photo. Photo. What does everybody pose for? Everybody poses. Pause. Photo. Okay. Hằng, hai câu tiếp theo. Where do your grandparents sit? My grandparents sit in the middle. Where do your grandparents sit? My grandparents sit in the middle. Who stand behind your Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Where do your grandparents stand? My grandparents are sitting in the My grandparents sit in the middle. Where do your grandparents sit? My parents stand behind. No. Where do your grandparents sit? My grandparents sit in the middle. Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Okay. Hồng tiếp. 7-8. Where do you stand? I stand on the left. Where do you stand? I stand on the left. Okay. Who stand next to you? My sister stand next to me. Who stand next to you? My sister stand next to me. Okay. Where do you stand? I stand on the left. Where do you stand? I stand on the left. Who stand next to you? My sister stand next to me. Who stand next to you? My sister stand next to me. Hằng, anh hỏi 4 câu. Đầu tiên, where do your grandparents sit? My grandparents sit in the middle. Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. My mother, yeah. My Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Where do you stand? I stand on the left. I stand on the left. So, who stand next to you? My sister stand next to me. Okay. Ba câu cuối này thì thôi, Hồng đi. How does everybody smile? Everybody smile brightly. How does everybody smile? Everybody smile brightly. 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 Okay. Who takes the photo of your family? My aunt takes the photo of my family. Who takes the photo of your family? My aunt takes the photo of my family. Okay. How does everybody feel? We all feel very happy.
How does everybody feel? We all feel very happy. Em hỏi lại ba câu này. How does everybody smile? Everybody smile widely. How does everybody smile? Everybody smile widely. Okay. So, who takes the photo of your family? My aunt takes the photo of my family. Who takes the photo of your family? My aunt takes the photo of my family. How does everybody feel? We all feel very happy. How does everybody feel? We all feel very happy. Okay. Anh hỏi lại tất cả các câu. Nãy anh hỏi Hùng trước rồi, bây giờ anh sẽ hỏi Hằng trước. How many people do your family have? My family have many people. What do your family? Where do your family live? We live in Hanoi. When do your family take a photo? We take the photo together today. What does everybody pose for? Everybody poses for the photo. Hùng, 4 câu tiếp theo. Where do your grandparents sit? My grandparents sit in the middle. Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Where do you stand? I stand on the left. Who stand next to you? My sister stand next to me. Hằng, how does everybody smile? Everybody smiles brightly. Who takes the photo of your family? My aunt takes the photo of my family. How does everybody feel? We all feel very happy. Rồi, bây giờ xong việc tiếp theo này. Hằng sẽ kể lại cho anh toàn bộ câu chuyện này. Vâng ạ. My family has many people. We live in Hanoi. We take the photo together today. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stand next to me. Everybody ở cái thế rồi em quên cái đoạn là everybody poses rồi. Rồi cứ cho kể em kể lại lại. Tí còn kể lại một lần nữa thôi. Thế đấy em kể tiếp nha. Cứ kể tiếp đi. Vâng ạ. My sister stand next to me. My aunt takes the photo of my family. We all feel very happy. Rồi một lần nữa nào. Em nhận em quên hai câu. Đúng rồi đấy. Và my family have many people. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind of my grandparents. Behind my thôi, không có behind up nhé. Behind my grandparents, I stand on the left. My sister stand next to me. Everybody smiles brightly. My aunt takes
take the photo of my family. We all feel very happy. Rồi xong Hùng kể nào. My family have many people. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody poses for the photo. My grandparents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stand next to me. My aunt takes the photo of my family. Everybody smile widely. Một lần nữa nào. Ta quên. Còn nữa đấy chứ, đã xong đâu. We all feel very happy. Một lần nữa nào. Đẩy tốc độ lên một chút cho nó nhanh. My family have many people. We live in Hanoi. We take a photo together today. Everybody posted for the photo. My grandparents in the middle. Sit in the middle, chứ. Is a mid. Động từ là gì? My grandparents parents sit in the middle. My parents stand behind my grandparents. I stand on the left. My sister stand next to me. My aunt takes a photo of my family. Everybody smile brightly. We all feel very happy. Bây giờ cả hai đứa bật mic lên nhé. Anh sẽ hỏi liên tục mỗi đứa một câu. Anh đảo lẫn nội dung của bài này nên trả lời và phản xạ lại cho anh nhé. Hùng trước này. Why do you live? We live in Hanoi. Không đến hàng nhé. Where do you stand? I stand on the left. What does everybody pose for? Everybody poses for the photo. Who stand next to you? My sister stand next to me. Who stand behind your grandparents? My parents stand behind my grandparents. Who takes the photo of your family? My aunt takes the photo of my family. How many people do your family have? My family have many people. How does everybody feel? We all feel very happy. How does everybody smile? Everybody smile brightly. Where do your grandparents sit?
My grandparents sister in the middle. When do your family take a photo? Lâu thế không? We take a photo together today. What does everybody pose for? Everybody poses for the photo. How does everyone feel? We all feel very happy. How does everybody smile? Everybody smile brightly. Đó. Rồi, đấy xong một bài. Thế bọn em sẽ phải luyện đến cái mức độ mà nếu mà bọn em để ý là trong cái phần luyện cuối này là bọn em nghe cái này bọn em phản xạ ra luôn được. Trong đầu thông thường đến mức này, luyện đến cái lúc này là nó không có dịch trong đầu nữa rồi. Đó, thì muốn nói được hàng ngày đấy thì bọn em phải luyện lúc nào nó cũng phải như cái lần cuối cùng này này. Tức là nghe cái phải bật được ra câu trả lời luôn. Thì đó mới đảm bảo cái yêu cầu của giao tiếp, chứ còn dịch trong đầu, ngấu trúc ngữ pháp trong đầu thì nó không thể nào mà nó ra giao tiếp được. Nên là mình sẽ luyện liên tục như vậy để cho não bọn em nó quen với việc nghe âm thanh của tiếng Anh, nó sẽ hiểu được luôn. Chắc là lần cuối này hai đứa trong não nó không dịch nữa đúng không? Nghe cái là biết ý là cái gì rồi thì trả lời luôn. Và trả lời thì sẽ bật luôn ra câu trả lời như này. Đó, thì nhiệm vụ của mình trong cái mức 1 thì là mình sẽ luyện liên tục để cho não nó cắt cái phần dịch tiếng Việt đi. Miệng nó bật ra phản xạ cơ bản là nó nhanh, nó đảm bảo được cái yêu cầu phản xạ của tiếng Anh đó. Đó, giai đoạn này mình sẽ chuẩn bị cái nền tảng cho luyện này. Muốn nói được tự nhiên thì mình sẽ phải chuẩn bị nền tảng ở mức này. Rồi, xong bài đầu tiên. Bài tiếp theo. À, bài appearance thì từ vựng anh đã gửi cho mấy đứa học rồi, bây giờ anh sẽ kiểm tra lại từ vựng này. Bài này anh sẽ cho Hằng là người phụ trách chính này. Đi đầu đi trước. Rồi. Ngoại hình nào. Appearance. Răng số ít. Thuộc. À, cánh tay. Cánh tay là arm. Bàn tay. Hand. Khuôn mặt. Face. Bàn chân. Foot. Miệng. Miệng là gì chứ à? Nào. Đúng rồi. Da. Skin. Cao. Tall. Béo. Fat. Bụ bẫm. Bẫm là gì em lại tên luôn. Plum. Plum. À. Plum. Plum. Gầy. Gầy làm thin. Cân đối. Cân đối là balance hay là gì? Cân đối mấy cái phòng tập gym nó hay có chữ gì đấy. Nó là danh từ với từ này này. Fitness đấy. Rồi câu hỏi về ngoại hình nom như thế nào, hỏi cho anh xem nào, anh ta nom thế nào. How does he look? Cái gì đấy? Câu này là câu phải học thuộc chứ không phải đoán được đâu. Em đang đoán. Nghe là anh biết đoán rồi. Cái này em học chưa? Em mới học được một ít chứ em chưa học được. Từ từ, thế nào là sao lại học được một ít là thế nào đây? Đây, phải học hết đi nhá. Vâng, chuẩn bị cho mức trên đấy. Sắp xếp thời gian ra bởi vì là bọn em thì ai cũng có gia đình cũng có việc nên nó bận. Nên là mỗi ngày bọn em sẽ phải cân đối ra, ví dụ như hôm nay phải học mỗi ngày khoảng dành ra khoảng được bao nhiêu thời gian ra thôi. Khoảng 10-20 phút hay là 30 phút chuẩn bị đều cho đến cái ngày mình đi học. Ngày học thì mình đã chuẩn bị xong chứ dồn là một lúc thì chắc là bọn em khó có thời gian dành như thế. Đó nên là dành ra nhưng mà ngày nào cũng phải luyện. Luyện xong một ôn nữa không, nó không vào trí nhớ dài hạn được, nó chỉ cho trí nhớ ngắn hạn được thôi. Dạ. Rồi bây giờ anh kiểm tra Hùng nào.
Tròn. Tròn. Round. Vuông. Square. Thon thả. Slender. Đúng rồi. Thấp. Short. Tóc. Em bảo từ gì ạ? Tóc tóc. Tóc. Hair. Mũi. Nose. Đúng rồi, ngón tay. Finger. Răng số nhiều. Teeth. Rồi, cơ thể. Body. Rồi, anh lưu ý ở đây một chút nhé, bình thường số nhiều là mình thêm S để mình chuyển sang số nhiều, ví dụ hand anh thêm S và sẽ thành những bàn tay, back anh thêm S và sẽ thành những cái lưng. Nhưng mà có một số từ nó biến đổi, nó không phải thêm S mà nó biến đổi thành dạng khác luôn. Ví dụ như từ răng này là số ít số nhiều nó sẽ khác nhau. Đó, hoặc là từ đàn ông đàn bà cũng thế. Từ đàn ông là man, nhưng mà những người đàn ông thì nó không phải thêm S vào đây mà nó lại thêm đổi sang thành chữ này, đó là man. Đó, còn là woman cũng thế. Thì khi đổi sang số nhiều nó thành chữ, nó cũng viết là men thế này nhưng lại đọc là women nhé. Nó rất là dị. Đó. Viết như này nhưng cũng đọc là viết là men như nãy nhưng bây giờ lại phải đọc là min. Nói chung là cái này anh thấy cái tiếng Anh nó rất là vô lý cái loại này. Về mặt một cách bình thường, một người bình thường ấy, là chữ nó viết như nào nó phải đọc cố định, sao cái ngôn ngữ ấy nó buồn cười thật đấy. Nó không có sự thống nhất trong cái phát âm. Đấy, như tiếng Việt của mình tính ra nó tốt hơn cái tiếng Anh về mặt từ, cái hình thái từ của mình nó ổn định, nó không bị biến đổi nên là rất dễ để viết phát âm. Đây nó làm khó tới cái bước phát âm. Đấy, cái này là men, cũng có chữ men đấy thì để đọc là women đó, để đọc là min. Dị thật, nó không có sự thống nhất này mình ra nó không đánh vần được. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu hai đứa viết bài. Viết về ngoại hình này thì dựa trên này thì bọn em sẽ thấy là sẽ phải mô tả một ai đó và gắn liền với các cái đặc tính như thế này và gắn liền với các vẻ ngoài như thế này đó. Thì có thể là bọn em phát triển theo hướng là Hằng có hướng nào khi học từ bài này, có hướng nào phát viết bài này không, để nó sẽ phải cái hướng nó sẽ liên quan đến câu mở đầu. Anh sẽ Dạ có dạ hướng gì không, để nếu có hướng thì phát triển theo hướng của em, không có thì anh sẽ gợi ý. em ví Em dụ em rồi miêu em tả là ví ví dụ như dụ kiểu con con gái tôi rất con gái con tôi gái có tôi có ngoại ngoại hình hình rất rất ưa ưa nhìn nhìn kiểu kiểu đấy, xong đấy, rồi bắt xong đầu bắt miêu đầu miêu tả tả là là mặt mặt miếc miếc rồi rồi tóc tóc rồi được da rồi được các được kiểu. Vâng. rồi thế nói giới thiệu qua một chút về câu mở đầu cho con gái em đi. Ví dụ con gái tôi 8 tuổi đấy là câu mở đầu đúng không? Vâng Và vâng. còn là tôi có một con gái rất là gì đấy chẳng hạn, rất là xinh đẹp Dạ. thì sẽ mô tả các cái xinh đẹp ra. Dạ. Dạ. A hạt À, tiếng Việt trước, hai đứa phải viết tiếng À Việt để anh duyệt câu tiếng vâng. Việt trước đã. Dạ. Câu đơn giản, mở rộng bằng trạng, giới cũng danh hoặc động từ nguyên thể có thu. Tôi Tôi có có một cô một con con gái rất gái rất xinh đẹp. đẹp. Ok. Thế thì Hùng sẽ phải viết triển theo cái triển này nhá. Hùng cho anh thêm một câu về tuổi nữa đi. Em tự quyết định. Con gái tôi 3 Ba tuổi. tuổi. Ba tuổi là mô tả trẻ sơ sinh à? Thế Hằng định con gái mấy tuổi? 9 tuổi 9 tuổi anh anh ạ. ạ. Đến 9 tuổi gì ạ? Để xem nào. Thôi được rồi, dùng tuổi nó trưởng thành một chút đi để mô tả cơ thể cho nó dễ. Chứ trẻ Vâng sơ vâng. sinh thì thường nó khó, chỉ mô tả được, nói chung là nó bụ bẫm là hết, chứ nó Bụng không mô tả được nhiều. bặm. Rồi, thế này anh sẽ dùng từ con bé 9 tuổi nhá. Rồi, câu này thì anh viết cho rồi, thì Hồng viết câu tiếp theo đi. Nào mô tả thì bọn em phải mô tả có trật tự một chút để mà dễ nhớ nhé. Có thể mô tả từ từ thân lên lan rộng lên trên đầu rồi sau đó xuống chân, hoặc là từ đỉnh đầu xuống dưới chân thì sẽ dễ nhớ cái trật tự ấy hơn. Hoặc là từ nói chung, ví dụ dùng từ đầu tiên là từ ngoại hình, đặt một câu có từ ngoại hình chẳng hạn, sau đó là mô tả dần dần các thứ. Rồi Hùng đặt đi, còn nếu không thì cứ đặt lung tung thì sắp lại cũng được.
Con gái Con gái tôi tôi trông rất trông rất cao. cao. Trông rất cao hả? Ừ, ok. Thế nếu mà tiện đây thì Hằng có thể mô tả luôn cái vấn đề gì cao thì có thể là mô tả chân tay thân thể gì đấy để thể hiện là nó cao đi thì nó sẽ hợp lý hơn. Vâng Vâng ạ. ạ. Nói Nói theo theo kiểu kiểu cao thì cao thì thon thon thả. thả. Ừ. Thì thon Vâng thả ạ. này, có thể dùng gầy này, rồi chân tay thì có thể dài này. Đấy, tùy, tùy bọn em dùng. Đấy, xem nhặt được cái gì ra để mô tả trước này. Cơ thể đi. Vâng ạ. Cơ thể có Cơ thể thể. từng người nhé. Người chính là cơ thể. Vâng. Nhưng người con bé chẳng hạn. Người, Người, vâng, người người con con bé bé rất rất thon thon thả. thả. Bỏ cái rất thì nhé, cầu nào cũng rất thế. À, người Người con con bé bé thon thon thả. thả. Rồi, không. Nó con gái đi. Con Con gái gái nó cũng được, là tôi mình gọi con là có nó làn được tóc dài. mà. Tóc dài hả? Nó có làn Nó tóc có dài. Vâng. là dịch lại cho anh Tóc câu tiếng Việt nào. dài. Nói tiếng Việt lại lại. Nó Nó có có. Nó có gì? tóc Có tóc dài. dài. Ừ, ok. Tóc dài và đen đi. Dài đen. Đen, huyền. Đó. Dạ. Làn Làn da da trắng trắng và và mịn mịn màng màng ạ. ạ. Ừ, ok. Làn da. Chết, làn da ấy. Mô tả này nó hơi bị chạy đi lung tung rồi nhé. Đang ở Mũi người thì bọn cao. em sẽ mô tả lên đầu xong rồi mới mô tả da được. Gì nhỉ? Có thể nói một câu là khuôn mặt đi. Khuôn mặt xong mới mô tả dần đến da, tóc. Đó, dáng Khuôn rồi mặt. mặt, khuôn mặt tròn, có khuôn mặt tròn. Khuôn mặt tròn có. Mặt tròn đấy hả? Gọn đấy thôi hả? Mặt tròn là Tròn là gì nữa không nhỉ? Xinh không? Xinh đẹp, trên đẹp rồi thế khuôn mặt tròn là xinh đi. Hay là đáng yêu cũng là được. xinh. Đó. Đầu tiên là chờ quyết định đi. Tròn nó bụng Tròn nó bấm đúng không anh? bụ bẫm hả? Ok cũng được. Khuôn mặt tròn cũng bụ bẫm cũng được. Định cho vào đâu đi Hùng? Trước Trước cái cái câu câu làn da là da trắng trắng mịn màng là đúng không? À, thôi sau à, câu đấy đó cho được. đây này, đang bọn em đang bàn về dáng thì bọn em muốn chuyển nó lên da với tóc thì nó có một câu nằm trung gian là nên mặt thì nó sẽ hay hơn, mặt trước xong thì bàn đến da và tóc vì da với tóc nó cũng trên đầu mà đó, nên là cho mặt vào đấy cũng được, còn không thôi được rồi cho mặt vào đấy cũng được. Đọc lại cho anh câu đấy nào Hùng. Nó có khuôn Có mặt khuôn mặt tròn tròn và và bụ bẫm. bên trên nó vừa câu nó có rồi có thể đổi một câu khác Có khuôn mặt tròn và bụ bẫm. không, ý là không Con đổi gái câu tôi. đầu đi, Thế thì tức là nó diễn đạt nó nhân lại cách. thành nó có giống như câu trên đấy, vừa câu trên nó có xong bây giờ có đổi cách tìm cách diễn đạt khác không? Đang thấy bí lắm này. Có thể nghĩ đây, Nhìn nghĩ xem có cách diễn nhìn đạt nào khác vẫn dùng được cái gì ta, ra cái gì khuôn mặt tròn và đáng yêu vẫn dùng được nhưng mà thử dùng động từ khác anh xem nào, xem nghĩ xem có cách diễn đạt nào khác. nhìn Nhìn khuôn mặt khuôn mặt tròn và tròn bụ và bụng bẫm bẫm thì hơi hơi nghe tiếng Anh này ai khó. nhìn câu nó có chủ tôi ngữ chứ. à À, tôi tôi nhìn nhìn tôi tôi nhìn nhìn tôi thích ngắm đi, tôi À.
ngắm động từ này thích là với t, ngắm động từ thứ hai thì dùng động từ có thể có tu mở rộng ra, thích ngắm khuôn mặt tròn và bụ bẫm đi con bé đó. Rồi hàng tiếp nào, 2 4 6 7 rồi, sắp xong rồi đấy. Xem có chọn được từ gì nữa không, từ cân đối có dùng được không này, ngoại hình cân đối được cái này. Em tưởng ở trên này đã mô tả. Tùy để ý, gợi ý thế thôi, còn đang định dùng gì dùng. Em đang định tả là Cao thấp thì cao có rồi đúng không nhỉ? đôi đôi đúng rồi, có từ cao ạ. Em đang muốn miêu tả là cô bé có đôi mắt màu nâu và chiếc mũi cao ạ. Cũng được, mắt nâu thì lại phải cho lên khuôn mặt rồi, rồi khuôn mặt ở đây đúng không? À, sẽ cho đây nhá. Đọc thêm cái tiếng Việt anh xem nào. Bé có đôi mắt màu nâu và chiếc mũi cao ạ. Bé có. Rồi thế anh đổi ở đây hết hết bé đi. Gọi con bé thì nó hơi suồng sã tí. Người bé thon thả, người con bé thon thả. Mắt màu nâu hả? Vâng. Và mũi cao. Ok. Ở đây hai cái cao này khác nhau đấy. Da trắng mịn màng hồng nào. Có dùng được not very không? Ví dụ con bé gì nhỉ? Không gầy lắm, không không không. Đấy không gì đấy. Không dùng. Bé tuổi. À thì chỗ này anh đổi thành con bé trông con bé không cao lắm nhé. Được không? À được rồi, anh đổi sang câu này đi. À, được rồi. Con bé không cao lắm. Không cao. Nhưng cân đối. Đúng ý anh là như thế đấy. Nhưng mà rồi anh ý, nhưng mà thì được, nhưng cân đối anh muốn dùng thêm chữ ngoại hình nữa. Con bé không cao lắm, ngoại hình của con bé cân đối. Ghép nhưng mà lại thành câu dài nhỉ. Rồi, ghép nhưng vẫn được, nhưng ngoại hình cân đối. Không muốn dùng câu dài nhưng mà thôi, buộc cô dùng thì vẫn phải dùng. Rồi à, Hùng thêm câu khác đúng không? Bây giờ mà hai đứa nghĩ đi xem thêm là câu nào nữa, phần còn lại là chờ nghĩ nốt rồi còn chốt bài. Tóc rồi, miệng rồi, mũi, miệng chưa có, mũi chân Chưa chân có miệng cái. anh ạ. Phần miệng thì bây giờ cho vào đâu được, bây giờ miệng nó mô tả cái gì? Xem từ gì cần thì cho nó vào nốt. Béo thì không được, lăm, có rồi, slender, thăn thả. Hết rồi nhỉ, thôi được rồi, thế cho một câu chốt đi, kết bài đi. Nghĩ một câu kết bài thì anh ấy cũng nghĩ ra thêm được cái câu gì nữa. Thôi thì tôi rất yêu con bé nhé. Rồi bây giờ dịch cho anh xong bài này trong tiếng Anh. À, hàng trước này. Vâng ạ. I have a beautiful daughter. Beautiful Beautiful daughter. daughter. Ok. Không. CE. Phát âm sai hơi nhiều nhưng mà thôi. Tí anh sửa xong. My daughter isn't so very. Nó giống như kiểu là my daughter is tall nhé. Xong rồi em thêm very vào đằng trước là ở đây nhá. My My daughter
is tone đúng không, là cao đúng không, bây giờ không Vâng. cao là is not tone này, còn là Vâng. khẩu sông không cao lắm thì thêm từ very trước tính nó chạy khác thế, À, not vâng. very tone. But But shall shall I but but her her a a present present is if is fit. fit. Ok, Hồng. Her Her body. body. Body Body is is slender. slender. Ok. Gì nhỉ? She She has has a a long long black tóc u không hair. ơi gì đâu nhá, Vâng Vâng ạ. ạ. Tóc có đến được She đồng ơi. black black long long hair. hair. Từ giờ xem này. Tóc đen. Ok. Rồi, ở đây có từ thích thì Hùng biết rồi, còn từ ngắm là lúc ắt nhá. Ngắm nhìn cái gì là lúc đi với ắt, lúc nó phải y. Lúc ở động từ đấy. I like to look at Her face. Nào, dịch cụm danh từ ấy, thì dịch từ cuối dịch lên của con bé dịch trước này, xong rồi bụ bẫm này, tròn này, khuôn mặt này, nó giống như cô gái xinh đẹp này, đẹp trước này, xong rồi cô gái Her đâu, từ bụ bẫm trước, face. bụ bẫm trước, Bộ bấm dịch từ là cuối dịch lên. plum Ừ, plum and round face 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 đúng rồi. Hàng tiếp. She has brown eyes eyes and high high nose. nose High nose à, high high nose. nose À, rồi đây cái sự khác nhau giữa hai với lại đâu mình vừa nãy có cao cao đây thôi. Hằng có biết khác nhau giữa hai cái này nó như thế nào? Em Em thấy thấy cái tone tone kia kia là là chỉ chỉ về về cái cái chiều chiều cao, cao cái cái chiều chiều cao cao theo cái theo cái gì nhỉ? gì? Em Em biết biết dùng dùng nó nó khác khác nhau nhưng nhau mà nhưng mà nếu nếu để để nói em nói không biết nói kiểu gì. cái nào mà cao nó đẻ thêm được À. thì nó dùng tone, còn cao nó thường nó cố định, nó không đẻ thêm nhiều nữa, nó dùng hai. Nhà cửa thì sẽ là hai, cây cối người thì sẽ là tone. Rồi tiếp nào. She has Không, cái này có đâu, ý là làn da của con bé trắng mà mịn màng chứ có hết có chứ cái đâu mà dùng hết. skin Đúng rồi, her skin. Cái này gắn với quan hệ với mình thì nên dùng cái tính từ sở hữu vào. is white white and mịn màng Biết à từ mịn màng là gì không? không Hằng có biết từ mịn không màng là gì không? smooth smooth Đúng rồi, smooth. Rồi, Hằng dịch cho anh câu này. I love her her so so much. much. Rồi đầu tiên là phải tuyệt đối tránh cho anh cái rất yêu là I very love her nhé. Tiền rất tránh cho anh câu đấy đấy. Vì từ very này bọn em nhìn này nó là đứng trước đâu nhỉ? Vừa nãy em có dùng một từ very ở đâu ta? Không thấy Very nhớ được. tone. Đó, 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 đó. Very Very tone. tone. À đây đây đây. Nó phải đứng trước một tính và một trạng khác chứ nó không đứng trước động từ như này. Đó. Nên là không thể diễn đạt là very love được. Bạn em có thể dùng từ thay thế là really loves her. Hoặc là giống như cách của Hằng là giống như của I love you very much đấy. Thêm very much vào cuối. Đó. Ai anh ạ? Thì là ai Ok, thôi. Sorry. Ok. Rồi, xong bài. Bây giờ để anh lấy âm thanh đã. Xong mình lại luyện như vừa nãy. Đấy, cứ luyện liên tục thì anh sẽ hướng dẫn cho mấy bài đầu để bọn em viết theo đúng cái form là hướng dẫn là phải biết sang câu đơn giản thì làm như nào.
sau đấy là bọn em sẽ bắt đầu tự viết. Khoảng 10 bài đầu để anh hướng dẫn cho, sau đấy bọn em sẽ bắt đầu tự viết câu chuyện của mình. Luyện cái này thì nó dễ, nó chỉ nó nói chung là về liên quan đến luyện tập thì nó ăn nhau ở cái công phu. Luyện nhiều thì nói nhiều, luyện luyện nhiều thì nói tốt, luyện ít thì nói kém thôi, chứ còn luyện là nó sẽ nói được. Nó nhanh, nó chậm, nó tốt, nó kém thì là do cái công phu của mình luyện thôi. Chả có lý do gì mà nó không luyện được. Rồi bây giờ lại nghe như vừa nãy nhé. Anh sẽ dừng sau mỗi câu. I have a beautiful daughter. She is 9 years old. Hùng vừa đấy đọc là chữ y, y là sai nhé. Lúc nào nó phải có chữ z ở đằng sau. Anh đánh đỏ luôn để cho hai đứa nhớ. Chữ y này người Việt Nam hay phát âm thiếu lắm. Chữ years này cũng thường phải đọc số nhiều để nó nối sang years old. Years old. Cứ đọc thêm chữ z vào đi, nó nối được sang chữ old này, đọc nhanh nó sẽ tự nối. 9 years old. Years old. 9 years old. Đó. Chữ z này đánh đỏ, s này, hai cái này đều đọc là z hết. Nhớ mà đọc. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. The appearance này nó cũng có chữ s ở cuối đấy. Đọc nó cẩn thận. Her body is slender. Tiếng Việt thì hiểu đúng nghĩa nha. She has black long hair. I like to look at her plump and round face. She has brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. Rồi lần tiếp theo hai đứa đọc nhá. I have a beautiful daughter. She is nine years old. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is slender. She has black long hair. I like to look at her plump and round face. She has brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. I have a beautiful daughter. She is 9 years old. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is slender. She has black long hair. I like to look at her plump and round face. She has brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. I have a beautiful daughter. She is 9 years old.
My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is slender. She has black long hair. I like to look at her plump and round face. She has brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. I have a beautiful daughter. She is 9 years old. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is slender. She has black long hair. I like to look at her plump and round face. She has brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. I have a beautiful... Hàng đọc cho anh trước, Hùng chuẩn bị câu tiếp theo nhé. Câu này câu đầu khó lắm nhỉ. À, cho anh câu tiếng Việt trước nhé. Vâng ạ. Bạn có một em bé như thế nào? Không hỏi thế được. Tuyệt đối không bao giờ người ta được hỏi về từ danh từ như thế nào được. Tức là ví dụ em hỏi là cô ấy như thế nào thì được, nhưng hiểu có một cô con gái như nào thì được thì không được, bởi vì là không có tính từ nào có nghĩa là như thế nào. Bọn em nhớ trong các từ để hỏi nó chỉ có ba từ là gì, nào với lại của ai thôi. Nó không có tính từ như thế nào, thế nên là trong tiếng Anh không hỏi được là một danh từ như nào, có một danh từ như thế nào, nó không hỏi được. Chờ anh chút nha, anh bật lại cho phần ngôi dạng dạng đi. Đây này, nhìn các tính từ để hỏi nhá. Đây này, nó chỉ có 3 tính từ vì em đang muốn hỏi về beautiful nên chỉ có thể dùng tính từ để hỏi thôi. Mà nó chỉ có 3 tính từ là gì, nào với của ai thôi. Không có tính từ như thế nào. Như thế nào nó chỉ là trạng thôi. Mà nó phải hỏi vào trạng. Đây mình đang cần tính, không hỏi được. Tiếng Anh không có câu hỏi một danh từ như thế nào. Tách ra thì được, ví dụ con gái của bạn như thế nào thì được. Nhưng có một cô con gái như thế nào thì không hỏi được. Dạ. Tiếng Việt thì có nhưng tiếng Anh thì không. Ví dụ bạn, em có thể hỏi câu hỏi khác đi. Con gái của bạn như thế nào chẳng hạn. Dạ vâng. Còn là bạn có con gái hay con trai? Dạ. Câu chọn cho anh câu tiếng Việt đã, em hỏi cái gì đã. Con gái của bạn như thế nào ạ? Ok. Câu hỏi về ngoại hình, hỏi luôn đi. À không, hỏi con gái của bạn như thế nào. Hỏi luôn cũng được. Nhưng tí nữa dưới nữa có câu hỏi nữa về ngoại hình nữa, trùng nhau nhỉ. Câu hỏi con gái của tôi không cao lắm nhỉ. Thôi được rồi, cứ hỏi câu này đi, con gái của bạn như thế nào đi. Tí câu dưới tìm cách hỏi sau. What's the your daughter? Look like. Không. Câu hỏi về tuổi thì chắc em biết rồi đúng không? How old is she? Câu hỏi ngoại hình như thế nào đi? Tại giống như cái kia đúng không? Câu hỏi như thế nào thì em chỉ cần dùng how. Còn câu kia này hỏi là norm như thế nào thì mới dùng ấy.
How is her body? How is her appearance? Body ở câu dưới. Is her. À có cần phải her. À có her chứ. Không câu tiếp theo được không? Có cần phải có cái từ her gì chứ? Có. Appearance. Không có bốn. Ông ơi. Cái internet của anh nó lại unstable buồn cười nhỉ. Câu này trùng với câu 1 em. Không có hỏi cô cơ thể như nào, người như nào cũng được, không cần phải nom. How cũng được. Your body thôi. Cơ thể như nào. What cũng được. Quát trúc lại được. Ở dưới anh lại hỏi là mái tóc của cô ấy như thế nào. Cũng được. Bài này khó hỏi lắm, chỉ hỏi được như thế nào thôi. Dạ vâng. How is her hair? Em lại how is her face? Cách nào nữa thì buộc phải hợp thế biết làm nào. How are her eyes and her nose? Ok. How is her skin? Làm gì còn cái này. Rồi không cho anh câu cuối nữa nào. Câu này khác rồi. Không có how nữa. How do you love her? Bạn có yêu con gái không? Chẳng có câu nào khác mà hỏi nhỉ. Thôi được rồi, do you love her thôi. Do you love her. Ok. Rồi anh hai đứa anh hỏi nhé. Hàng trước này. Hai câu. What does your daughter look like? Bật mic nào. Em xin lỗi em phải bật mic. I have a beautiful daughter. What does your daughter look like? I have a beautiful daughter. How old is she? She is 9 years old. Rồi đọc cho anh nhé cả hai đứa này. Years old, years old. Nó đọc luôn cho anh years old cũng được. Years old. Years old. Wow. Okay. How old is she? She is 9 years old. Years old. How old is she? She is 9 years old. Okay. What does the daughter look like? Thằng đấy. Oh, phục. I have a beautiful daughter. What does the daughter look like? I have a beautiful daughter. How old is she? She is 9 years old. How old is she? She is 9 years old. Okay, Hùng. How is her appearance? My daughter is not very tall, but her appearance is fit. How is her appearance? My daughter is not very tall. But her appearance is fit. No, đọc lại cho anh cái từ ngoại hình. Appearance. Appearance. Ba lần đi. Appearance. 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 Okay. How is her appearance? My daughter is not very tall. But her appearance is fit. Okay. How is her body? Her body is slender. How is her body? Her body is slender. Okay, it's slender. How is her appearance? My daughter is not very tall.
But appearance ear fit. How is her appearance? My daughter is not very tall, but her appearance. But her appearance is fit. Vẫn chưa được. How is her appearance? My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Okay. Tiếp theo, how is her body? Her body is slender. How is her body? Her body is slender. Okay. Hằng bốn câu này. What does your doctor look like? I have a beautiful daughter. How old is she? She is 9 years old. So how is her appearance? My daughter is not very tall, but her appearance is fit. How is her body? Her body is slender. Okay, tiếp nào, Hùng. How is her hair? Bật mic không? Hùng ơi, chạy đâu rồi? Mất mạng à? Đâu rồi? Ông ơi! Thằng một mấy em trả lời cho anh. She has black long hair. Cho anh chị tắt cái này. How is her hair? Lại này. She has black long hair. How is her face? I like to look at her plump and brown face. How is her face? I like to look at her plump and brown face. Okay. How is her hair? She has black long hair. How is her hair? She has black long hair. How is her face? I like to look at her plump and brown face. How is her face? I like to look at her plump and brown face. Okay. Ba câu cuối nào. How are her eyes and her nose? She has brown eyes and a high nose. High nose. How are her eyes and her nose? She has brown eyes and a high nose. How is her skin? Her skin is white and smooth. How is her skin? Her skin is white and smooth. Okay. Do you love her? I love her very much. Do you love her? I love her very much. Okay. Thôi là ba câu Hùng qua trước không ơi? Rồi trả lời theo anh nha. Ba câu này. How are her eyes and nose? Gì nhỉ? Hằng vẫn trả lời cho anh đi. She has brown eyes and a high nose. How are her eyes and nose? She has brown eyes and a high nose. Okay.
Tiếp theo no xong đến cái gì nữa nhỉ? Dạ. How is her skin? Her skin is white and smooth. How is her skin? Her skin is white and smooth. Okay. Tiếp theo là do you love her? I love her very much. Okay. Anh hỏi Hùng ba câu này xem Hùng nhớ không nào. Đầu tiên là how is her, how are her eyes and nose? She has brown eyes. She has brown eyes. And high nose. How are her eyes and how are her eyes and nose? She has brown eyes and a high nose. High nose. How is her skin? Her skin. Skin. E white. Her skin is a white. And quên mất từ mịn màng thì smooth. Smooth. Her skin is a white and smooth. Okay, it's white and smooth. Do you love her? I love her very much. Very much. Very much. Okay. Do you love her? I love her very much. Okay. Hằng anh hỏi 5 câu này. Câu đầu tiên trong 5 câu này là câu gì nhỉ? Hair. How is her hair? She has black long hair. How is her hair không đến cái gì nhỉ? Face. How is her face? I like to look at her plump and brown face. Okay. How are her eyes and nose? She has brown eyes and a high nose. How is her skin? Her skin is white and smooth. Do you love her? I love her so much. Okay, rồi. Anh hỏi lại tất cả các câu này. Hùng trước. Từ từ. Hùng cho phần sau này, phần nãy thì Hùng trả lời. Rồi thì Hùng cả hai phần chưa trả lời. Thôi được rồi, Hùng trước đi. Câu đầu tiên là cái gì ta? What does your daughter look like? Hùng ơi. She is beautiful. I have a beautiful daughter. She is beautiful. Ở đâu ra? I have a beautiful daughter. How old is she? She is 9 years old. 9 years old. Tiếp theo hỏi how cái gì nhỉ? How is her parents? My daughter is not very tall. Very tall and but she my daughter is not very tall, but
But her appearance is fit. Okay, it's fit. So how is her body? Her body is slender. Hàng. À, từ 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 ở từ từ hàng đi. How is her hair? Cái này nãy hàng rồi đúng không? Rồi thì còn 5 câu cuối chưa ạ? Rồi, tôi thì tôi Hùng nốt đi. How is her hair? She has black hair. Từ từ có she has long black hair nhỉ? Có dài không ta? À, có dài chứ. Black long black hair. Ờ từ từ long black hair nhỉ. Long black hair, black long hair. Màu sắc nó đặt trước cái này mình xếp nhiều danh sách tính từ. Rồi. She has long black hair. Okay. Rồi. How is her face? Her face. Em trả lời đúng không ạ? Thôi, Hằng trả lời đi. Vâng ạ. I like to look at her plump and round face. How is her nose? Mũi cái gì nhỉ? Mắt ạ. Mắt and her eyes. She has brown eyes and her high nose. High nose. How is her skin? Her skin is white and smooth. What do you like? Do you love her? I love her very much. Okay. Hằng để trước cho anh nè. Vâng ạ. I have a beautiful daughter. She is 9 years old. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is slender. She has long black hair. I like to look at her plump and brown face. She has a brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. Rồi một lần nữa nào. I have a beautiful daughter. She is 9 years old. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is slender. She has long black hair. I like to look at her plump and brown face. She has brown eyes and a high nose. Her skin is white and smooth. I love her very much. Hằng kể về để ý cho anh em tiết chế cái âm sắc. Her face, tức là em đọc các âm em thay cho em dấu sắc và âm thanh nó không tự nhiên đâu. Dạ. Em tiết chế cái dấu sắc của chị đấy lại. Em tự kể lại một lần nữa, em tắt loa tắt mic đi, tự kể lại một lần nữa và em kể lại xong rồi em tiết chế tất cả các dấu sắc cho anh nhá. Dạ, không cho dấu sắc và âm thanh, cứ để một cách tự nhiên. I like her face, không I like her face. Không có thế. Dạ. I like her face. Tự kể, tự kiểm soát cái đấy cho anh nhé. Tắt loa, tắt mic đi để đỡ bị nghe bạn Hùng muốn kể. Hùng kể cho anh nhé. I have a beautiful daughter. She is nice girl. My daughter is not very tall, but her appearance is fit. Her body is
Her body is slender. She has a long black hair. I like to look at her. I like to look at her plum and and round face. Thế mét vào. And round face. She has a high nose. And brown eyes. Her skin is white and smooth. I love her very much. Kể chậm quá. Tôi cùng tự kể lại cho anh một lần nữa nhá. Tự kể lại đi, xong rồi gì nhỉ? Tự kể tự nghe thôi. Luyện thêm một lần nữa cho nó trôi đi, cũng khá muộn rồi, để các bạn nghỉ nhé. Ok, rồi thôi nghỉ ở đây, tài liệu mới từ mai anh sẽ gửi cho. Rồi thôi nghỉ ở đây nhá, bye hai đứa nhá. Dạ, em chào anh, chào anh. Thank you.